Thế rồi anh em nhé, một thuê bao bị đứt dây nhưng mà nó rất là dị. Hôm trước ở trên cái điểm này là nó bị đứt một dây thuê bao rồi, nhưng mà cái nhà này nó vẫn có tín hiệu, không hiểu kiểu gì. Trời mưa quá. Tí nữa sẽ cho anh em thấy là cái dây thuê bao này tại sao mà không xử lý luôn. Ở đây sẽ mang những cái thiết bị cơ bản thôi anh em, còn lại bỏ lại hết, trèo lên cho nó dễ. Trèo lên cho nó đỡ nặng. Những cái điểm như này thì anh em dùng dây đai nhé. Đây anh em ạ, đây là cái đoạn dây mà hôm trước nó đứt rồi nhưng mà nó không bị mất tín hiệu. Đây này, nhưng mà hôm nay không biết kiểu gì. Đây anh em thấy không? Hôm trước không biết nó đứt kiểu gì nhưng mà cái dây này nó tách ra như này rồi, nhưng mà nó chưa bị mất tín hiệu. Và từ hôm đấy là 2-3 hôm rồi. Hôm nay mới bị. Hôm đấy mình không dám đụng vào, bởi vì hôm đấy không có dây đai. Không có dây đai lên đây không nối được. Hôm nay mới bị đứt hẳn anh ạ. Không hiểu kiểu gì. À chắc là nó còn dính một tí đây. Khả năng hôm trước là còn dính một tí dây dây cáp quang ở đây anh ạ. Hôm trước là họ chặt cây ở đây. Rõ ràng là dây đi rất cao nhưng mà vẫn bị dính. Dính cả hai dây luôn anh ạ. Cái dây này thì là mới kéo này, mới kéo đi hướng này rất cao. Nhưng vẫn bị dính.
những cái điểm mà nối như này thì anh em bện dây chắc chắn vào nhá. Bện dây chắc chắn để nó không bị tuột. Hôm nay sẽ nối bằng đầu phát con ếch anh em ạ. Bởi vì bị hết diệp quang rồi. Nối phát thì mình cũng giống như kiểu mình bấm cái đầu phát con ếch thôi. Gần một đốt ngón tay anh em tương này, không được, bị gãy. Cái kìm là kìm chuốt sợi quang này nó bị dính nước mưa cho nên là hơi khó tuốt. Hôm rồi là cái dây này đó vừa mới kéo hình như đâu đấy là được một hôm, thì nhà khách ở đây họ chặt cây, thế là lại toang. Mình sẽ rà soát xem cái tủ này nó có thuê bao này nó có lại chưa.
398 tụ 11 12 SP3. Có rồi anh em ạ. Hạt tín hiệu 22 rồi, đóng sự cố. Mình đã biết là nó hôm trước là nó chưa đứt. Nhưng mà mình không dám động vào bởi vì không có dây đai an toàn. Trèo lên cái cột này mà không có dây đai an toàn thì chịu. Làm rất là nguy hiểm anh em ạ. Thì từ hôm đấy đến hôm nay là nó cũng là ngày ngày thứ ba rồi. Cái điểm đứt lúc nãy là ngày thứ ba, ngày hôm qua, chiều hôm qua nó mới bị đứt hẳn. Rất là lạ. Bình thường là anh em hay quấn bằng bằng dính, nhưng mà quấn bằng dính là không ăn thua anh em ạ. Nó càng hay bị mất tín hiệu cho nên cứ để như này thôi. Để như này khi nào mà mình có diệp quang thì mình đi bấm lại thôi, để lấy lại cái đầu phát như này. Đây. Đây là cái diệp quang này. Diệp quang vừa hôm trước nối lại cái dạng nhà mới kéo này. Ok rồi anh em ạ. Đây cái dây đai an toàn này, những cái cột cao như này mà không có dây đai an toàn này làm rất rất nguy hiểm. Không trèo lên được để mà nối. Bởi vì cơ bản là hai cái dây này nó đã căng rồi. Vừa hôm trước mua cái dây đai 90.000 kia nhưng mà lại đánh rơi mất rồi. Ở chỗ này phải đến 6 mét vì cái thang này là nó 5 mét mấy rồi, 5,4 rồi sao. Cái thang này là 5,2 anh ạ. Mưa quá, may vừa xong. Cái điểm này thì mình biết trước rồi nhưng mà cơ bản là không có dụng cụ để làm cho nên là hôm nay mình cũng bỏ qua luôn. Hôm nay lại xử lý đúng ngày mưa. Thôi, trên đây